Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là DNA Gaming. Và hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó là Water Slide 3D. Ồ, máy mình bị treo rồi. What the hell? Đây. Rồi, đây là game nó. Đây. Đó, đây là game mình sẽ đổi tên nó sang thành DNA nha. Đổi tên này, DNA. Để mình. Đó, đây cái game mà mình nói này. Rồi, mình sẽ bắt đầu nha. Game này không cần wifi. Rồi. Rồi, mình sẽ vào chơi. Game này mình đã chơi thử một hai lần rồi mình thấy rất là hay. Mà vừa nãy mình vừa mới xóa đi để tải lại, tại vì nó rất là lag. Đây, nó vẫn đang có hướng dẫn này. Đây là game nó. Đây, trượt nước các bạn. Đó, mình thấy khá là vui. Đây nó có hai cách nhìn nữa, là cách nhìn là giống như là bạn đang chơi, còn cách nhìn thứ hai là nó nhìn cả người này. Mình thấy hai cách này nhìn này đều thú vị cả. Đây là cách này là giống như là bạn đang trải nghiệm ấy. Bạn đang chơi. Rồi. Mình sẽ trượt bay ra nha. U vui vãi nồi. Đây, mình sẽ cho thằng này nha. Bạn nhìn này. Bạn nhìn nha. Yeah, phê loại. Giời ơi. Ui ơi. Cho nó đánh này. Ui giời. Quá phê. À, mình thấy là khi mà các bạn đặt đạn 100 combo ấy, là ăn 100 xu ấy, thì mình thấy là nó tốc độ của nó rất là nhanh. Trượt ra ngoài đi, bay ra ngoài em ơi, bay ra ngoài cho anh xem nào. Hai vãi nồi. Ô, cửa một nó không cho thoát. Mình sẽ cố chơi nhanh nhanh để sang cửa tiếp theo nhá. Vui vãi. À, ăn cái 500. 500 ạ. 500 ăn 500 vào. 500 các bạn có thể hút. Có 500 này. Các bạn nhìn này, 100 này các bạn. Ôi, 100, rất là nhanh. Rồi, tốc độ các bạn đã được cải thiện rồi. Rồi, tốc độ các bạn còn đã được cải thiện. Ôi, đấy, đấy, đấy. What the fuck? Rồi. Rồi, mình sẽ cắt cho nó khi xong nha. Rồi, ok. Và đã hết hướng dẫn rồi. Chúng ta sẽ làm đầy cái này nào. Rồi. Rồi, chúng ta mình sẽ vào shop mình mua đồ nha. Mình sẽ vào shop mình mua đồ. Yeah, mua đồ, mua nhân vật đi. Mình có thanh niên nào không? Ồ, có cái tủ lạnh à. Điện máy. Bạn muốn mua tivi. Bạn muốn mua tủ. Rồi, mua tủ lạnh. Bạn muốn mua tủ lạnh. Đến điện máy xanh. Đúng rồi, điện máy xanh đây rồi. Mình đã có một cái tủ lạnh từ điện máy xanh. Rồi, chúng ta sẽ trang bị cái tủ lạnh vào. Và đây là cái phao à, phao vịt. Rồi. Một cái phao cuối cùng, phao con cá đuối à. Wow, nâng cấp lên, á đồ. Trang bị cái phao này vào đây. À thôi, nhìn nó dị quá, dị lợm luôn. Rất là dị. Cá đuối rất là dị. Thôi, trang bị bình thường đi. Nhìn nó dị lắm. Cánh à, nó cũng có gì, cái gì đây. Nhảm quá, dị luôn. Rồi, đã có combo. Thôi, không trang bị tủ lạnh đâu. Bị hàng thường thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi chơi. Mình sẽ chơi cái cuối cùng nha. Chơi cái này đi. Pyramid này. Rồi, ok. Chơi nào. Chiến nào. Round.
Trượt. Mình sẽ để cái cam thứ nhất đi. Wow, chơi trò này rất là vui luôn. Bạn nào mà thích khám phá ấy, mà không có cơ hội, không có cơ hội chúng ta có thể chơi trò này. Rầm vỡ mặt. Rồi, à, sống lại. Mình cố tình đấy. Chứ cái này rất là dễ điều khiển, không bao giờ bị thế đâu. Ôi giời ơi, phê rồi. Ôi giời, phóng luôn. Rồi xong. Vãi cả thanh niên. Thanh niên bị điên. Rồi lại nữa rồi. Mẹ trang bị cái tủ lạnh nha. Bạn muốn mua tủ lạnh đến điện máy xanh. Rồi. Rồi sẽ lấy con cá đuối luôn. Cá đuối là nó chạy nhanh hay sao này. Cái này sẽ lấy cái cục nấm này. Rồi mặc luôn vào. À chơi nè. Chơi cửa cưới luôn. Hình như mình nghe nó cửa cưới nó đi rất là nhanh. Rất nhanh. Đó, tủ lạnh. Tủ lạnh ngồi trên cá đuối. Rồi. Ô, mình thấy cũng khá là nhanh đấy. Nhanh thật. Ui ôi, khó điều khiển. Rất là nhanh. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ui giời. Nguy hiểm quá đu. Vãi nồi. Ôi. Vãi nồi. Mình clip của mình xin được kết thúc tại đây. Bạn nào thấy clip của mình hay thì nhớ like, share, hãy nhớ comment và subscribe, để lại một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhá. Và bây giờ thì sẽ là màn không bình luận trượt ván của mình nào. Bye.